Xin chào tất cả mọi người, lại là Nhung đây. Và như mọi người đều biết thì nhan sắc là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả các chị em phụ nữ. Chính bởi vì thế nên là các chị em luôn tìm mọi cách để có thể khiến chúng ta lúc nào cũng đẹp nhất, và đồng thời là lưu giữ lại tuổi thanh xuân của chính mình. Chắc chắn là không chỉ riêng Nhung mà bất cứ chị em nào cũng đều có mong muốn là mình có thể được trẻ mãi không già, đúng không nào? Nhưng mà sự thật là khi đến một độ tuổi nhất định thì cơ thể của chúng ta sẽ thay đổi nội tiết tố và không sản xuất ra đủ collagen để có thể khiến chúng ta lúc nào cũng tươi trẻ như độ tuổi 18-20 được. Chính bởi vì thế nên Nhung đã tìm hiểu rất nhiều các hãng dược mỹ phẩm khác nhau để hy vọng là có thể tìm cho mình được một sản phẩm giúp bổ sung collagen và kéo dài sự tươi trẻ càng lâu càng tốt. Và Nhung đã sử dụng sản phẩm viên uống đẹp da sâm tố nữ Pure Collagen của hãng Kohino. Viên uống đẹp da sâm tố nữ Pure Collagen có chứa các thành phần từ thảo dược như chiết xuất mầm đậu nành, xuyên khung, sinh địa, vitamin E, sữa ong chúa, collagen và chiết xuất sâm tố nữ, có tác dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố ở nữ giới, giúp làm giảm lão hóa da, sạm da, giúp da sáng mịn. Và sản phẩm có công dụng đặc biệt là giúp da sáng hồng, mịn màng và tươi trẻ, đặc biệt phù hợp cho những ai da xấu, bị nám da, sạm da, tàn nhang và làn da xuất hiện nếu nhấp nhăn, vết chân chim. Chúng ta uống 2 viên mỗi ngày trước hoặc sau khi ăn 30 phút để cải thiện sắc vóc tự tin của mình. Một hộp sản phẩm có 3 hộp nhỏ và mỗi hộp thì có 15 viên. Sản phẩm giúp chị em hồi xuân, chống lão hóa da, bổ sung collagen, cân bằng nội tiết tố nữ. Đặc biệt hiệu quả đối với các chị em đang thiếu hụt nội tiết tố trầm trọng như phụ nữ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ sau sinh, phụ nữ bị rối loạn chức năng sinh lý, phụ nữ bị stress nặng do áp lực công việc và cuộc sống. Vừa rồi là một chút chia sẻ của Nhung về sản phẩm mà Nhung sử dụng để làm đẹp mỗi ngày. Hy vọng là sau khi xem clip này thì các chị em sẽ biết thêm một bí quyết để chúng ta lúc nào cũng thật là tươi trẻ và rạng rỡ nhé. Tạm biệt mọi người!